Cú va chạm cực kỳ nhạy cảm ở biển đen đang đẩy mỹ nga vào vòng xoáy thù địch moscow cảnh báo về lời tuyên chiến công khai có thể châm ngòi xung đột vũ trang mỹ nga đó là gì mỹ tuyên bố sẽ điều tra vụ uav va chạm với tiêm kích nga biển đen chuyên gia nói mỹ phản ứng thái quá giải thích không hợp lý về sự cố uav tại sao như vậy chiến trường ukraine vẫn đang bị thiêu đốt dữ dội Ukraine tuyên bố tấn công gần 20 cụm quân, đẩy lùi 75 đòn đánh của Nga trong 24 giờ. Viện nghiên cứu chỉ ra Ukraine có cơ hội giành thế chủ động khi Ukraine giảm sức tấn công ở Bắc Mút. Felix Khai nói Ukraine rút lui và bẫy mìn dọc tiền tuyến Kupiash. Một số tin tức đáng chú ý khác. Ba Lan tuyên bố phá đường dây gián điệp Nga. Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trước khi Tổng thống Hàn Quốc tới Nhật Bản. Triều Tiên họp nội các về ổn định nông nghiệp trong bối cảnh thiếu lương thực. Hình ảnh cuộc tập trận hàng hải đầu tiên giữa quân đội Mỹ với các lực lượng Tây Phi. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, chính trường thế giới thời gian qua căng thẳng đến nghẹt thở, nhất là sau khi xảy ra vụ va chạm trực diện đầu tiên giữa Nga và Mỹ ở Biển Đen, sau hơn một năm xung đột ở Ukraine nổ ra, bóng đen mâu thuẫn bùa vây quan hệ hai nước. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lindsey Graham đã kêu gọi bắn hạ bất kỳ máy bay Nga nào áp sát khí tài Mỹ trên các vùng biển quốc tế. Lập tức, đại sứ Nga tại Washington cảnh báo bất kỳ hành động nào như vậy đều sẽ là một lời tuyên chiến công khai với Moscow. Lầu Năm Góc cho biết một UAV trinh sát MQ-9 Reaper của Mỹ đã rơi xuống biển đen ngày 14 tháng 3 sau khi bị một tiêm kích Su-27 của Nga va và vào cánh quạt. Đáp lại, Moscow phủ nhận cố ý đánh chặn UAV, cho rằng thiết bị trinh sát của Mỹ bị rơi sau khi nó có hành vi gây hấn và thực hiện một cú ngoặt đột ngột. Hôm 16 tháng 3, Newsweek cho biết trong cuộc trao đổi trên chương trình của Fox News hôm 14 tháng 3, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lindsey Graham đã đề xuất Tổng thống Joe Biden nên nói rõ với Nga rằng nếu Moscow tiếp tục áp sát khí tài khác của Mỹ đang hoạt động trên vùng trời quốc tế, máy bay của họ sẽ bị bắn hạ. Đáp lại, đại sứ Nga tại Mỹ nói với Newsweek rằng các phi công của Moscow buộc phải can thiệp do máy bay không người lái của Washington đang hỗ trợ thông tin tình báo cho lực lượng Ukraine. Ông Antonov cũng lưu ý Bộ Quốc phòng Nga đã giải thích chi tiết lý do và hành động của các phi công Nga trong sự cố ở Biển Đen. Tôi xin nhắc lại, các tiêm kích của chúng tôi không tiếp xúc với UAV Mỹ. Quân đội Hoa Kỳ nên ngừng cáo buộc sai lệch và nên thừa nhận hành động thiếu trách nhiệm của mình, bị quan chức nhấn mạnh. Nói về đề xuất của ông Graham, đại sứ Nga cho rằng thượng nghị sĩ Mỹ đang kích động leo thang căng thẳng trong quan hệ Nga-Mỹ một cách đầy nguy hiểm. Ông Antonov gai gắt, một cuộc tấn công có chủ ý vào máy bay Nga trong không phận quốc tế không chỉ là một tội ác đi ngược với luật pháp quốc tế, mà còn là một lời tuyên chiến công khai chống lại cường quốc hạt nhân. Vị đại sứ nói tiếp một cuộc xung đột vũ trang giữa Mỹ và Nga sẽ hoàn toàn khác với cuộc chiến ủy nhiệm mà Hoa Kỳ đang tiến hành ở Ukraine Liệu Washington có sẵn sàng đặt công dân Mỹ và cộng đồng quốc tế vào nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân toàn diện hay không? Hãy trả lời những câu hỏi này, hỡi thượng nghị sĩ Graham đáng kính. The Washington Post hôm 16 tháng 3 cho biết là Mỹ đang điều tra vụ máy bay không người lái do thám MQ9 Reaper bị rơi ở biển Đen sau vụ va chạm với tiêm kích của Nga. Trong khi đó, điện Kremlin tuyên bố sẽ cố gắng thu gom mảnh vỡ của khí tài Mỹ phát biểu trong chuyến thăm Ethiopia hôm 15 tháng 3, ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cho biết Mỹ đang xem xét kỹ vụ va chạm với Nga ở Biển Đen. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và đối tác khi kết thúc điều tra. Ở thời điểm này, tôi chưa thể tiết lộ động cơ hay ý định của hành động trên. Ngoại trưởng Mỹ cũng tiếp tục chỉ trích không quân Nga đã hành động liều lĩnh và không an toàn. Về phía Nga, Tash cho biết lãnh đạo Hội đồng An ninh Nikolai Patrushev đã tuyên bố. Moscow sẽ cố gắng thu gom phần còn lại của chiếc UAV Mỹ bị rơi ở Biển Đen, dù không chắc khả năng thành công. Hôm 16 tháng 3, CNN dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết Nga đã tiếp cận các địa điểm mà UAV Mỹ rơi ở Biển Đen. Trong buổi họp báo sau cuộc điện đàm hiếm hoi với người đồng cấp Nga Valery Gerasimov, vào hôm 15 tháng 3, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Miley cho biết rất khó phục hồi chiếc MQ-9 Reaper đã rơi ở Biển Đen do nó có thể đã chìm xuống độ sâu đáng kể. Đó là chưa bàn đến việc Mỹ khá tự tin rằng họ đã tiến hành các biện pháp bảo mật để nước khác không thể nào truy cập được thông tin tình báo từ khí tài của mình. Cũng liên quan đến vụ va chạm cực kỳ nhạy cảm vừa qua giữa Mỹ và Nga, chuyên gia thuộc quân đội Pháp Xavier Moro nói với Sputnik rằng lời giải thích của Mỹ dường như không thực tế, sẽ khó có chuyện máy bay của Moscow chủ động đâm vào khí tài mạnh mẽ của Washington, vì đó là hành động chẳng khác nào tự thiêu thật. Ông Xavier Moro giải thích UAV MQ-9 của Mỹ có khối lượng khoảng 4,5 tấn và lực quán tính rất lớn, nhờ đó nó rất khó bị lật. Tiêm kích Su-25 của Nga không thể nào đâm được khí tài này, nó sẽ tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm nếu cố tình gây hấn. Vị chuyên gia lưu ý thêm, mỗi của máy bay săn ngầm và chiến đấu được trang bị những thiết bị điện tử như radar, ống pilot nên không thể dùng để đâm vào máy bay khác. Do đó khả năng Su-27 tấn công UAV từ phía sau như cách Mỹ giải thích cũng gần như là điều không thể. Từ lập luận trên, ông Monroe tin rằng UAV Mỹ có thể đã bị rơi do hai khả năng: một là quân đội Nga tác chiến điện tử hoặc chính nó gặp trục trặc kỹ thuật. Nói về quan hệ giữa Mỹ và Nga sau vụ chạm trán, ông Monroe tin rằng vụ việc sẽ không khiến hai nước căng thẳng hơn, dù Washington đã nhiều lần dùng những vụ việc như vậy để khơi mào xung đột. Vị chuyên gia trích dẫn sự kiện Mỹ giàn dựng vụ xuất hiện vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq, sau đó vịn cớ bắt đầu cuộc chiến tại quốc gia Trung Đông. Vụ việc vừa qua có lẽ sẽ chỉ gây ra sự cố ngoại giao với việc Mỹ-Nga đều mạnh mẽ đả kích lẫn nhau. Washington sẽ không trả đũa bằng nắm đấm, rõ ràng không có bên nào có lợi khi căng thẳng gia tăng nghiêm trọng, ông Moro kết luận. Chưa dừng lại ở đó, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lo Austin hôm 15 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tiếp tục chỉ trích việc máy bay không người lái chiến lược ác điều Global Hawk của Mỹ hoạt động ngoài khơi bờ biển bán đảo Crimea đang tạo tiền đề cho căng thẳng leo thang. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong cuộc trao đổi vừa qua giữa hai vị bộ trưởng, Moscow đã lưu ý rằng hoạt động của các máy bay không người lái chiến lược UAV của Mỹ ngoài khơi bờ biển bán đảo Crimea có tính chất khiêu khích. Đó là tiền đề leo thang căng thẳng ở khu vực biển Đen. Phía Nga cũng nói rằng họ không quan tâm đến những diễn tiến của sự kiện. Tuy nhiên, nước này tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng với mọi hành động khiêu khích. Moscow nhấn mạnh các cường quốc hạt nhân nên hành động một cách có trách nhiệm nhất có thể, bao gồm duy trì các kênh liên lạc quân sự để thảo luận về mọi khủng hoảng. Theo Sputnik UAV Ác Global Hawk của Mỹ, đã thường xuyên hoạt động ở Biển Đen, ngay ngoài khơi bờ biển phía nam của bán đảo Crimea, mà Moscow đã đơn phương sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Theo Florida 24, kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, UAV Mỹ đã thực hiện hơn 110 chuyến bay ngoài khơi Crimea, trung bình từ 8 đến 13 lần mỗi tháng. Các chuyến bay do thám kéo dài tới 10 giờ. Đề cập đến sự cố gần đây ở Biển Đen khiến UAV MQ-9 Tripper của Mỹ rơi xuống biển. Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói lỗi thuộc về phía Mỹ do Washington không tuân thủ vùng hạn chế bay mà Moscow đã thiết lập từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nga cũng tố Mỹ gia tăng hoạt động tình báo chống lại lợi ích của Nga. Trong khi lửa căng thẳng, thiêu đốt quan hệ các ông lớn, bom đạn vẫn gây nát ở các mặt trận ở Ukraine. Trang tư Ukraine Spravda cho biết lực lượng phòng vệ Ukraine đã tấn công 19 cuộc quân nga đồng thời đẩy lùi 75 cuộc tấn công của đối thủ trong vòng 24 giờ. Cụ thể, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết tính đầu ngày 16 tháng 3 theo giờ địa phương, Nga vẫn tập trung cảm kết các mặt trận Luman, Bakhmut, Abdiivka, Maurinka và Sakta. Trong 24 giờ trước đó, Moscow đã tiến hành hơn 75 đợt công kích vào 5 mặt trận ở trên. Theo Kiev, trong ngày qua, Moscow tiến hành 3 cuộc không kích vào thành phố Kharkiv. Ngoài ra, Nga cũng được cho là dội tên lửa gần 30 lần và tiến hành gần 80 cuộc tấn công bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt. Về phía mình, không quân Ukraine tuyên bố thực hiện 16 cuộc tấn công vào các cụm quân và thiết bị quân sự của Nga trong ngày qua. Lực lượng phòng thủ bắn rơi một tiêm kích Su-25 và 13 máy bay không người lái các loại của đối thủ. Ngoài ra, lực lượng tên lửa và pháo binh của Kiev đã tấn công một sở chỉ huy và ba cụm quân, cũng như thiết bị của Moscow cùng hai trạm radar, một trạm tác chiến điện tử, một hệ thống phòng không. Liên quan đến tình hình Bakhmut, viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ gọi tắt là ESFK dẫn lời các nguồn tin quân sự của Ukraine chỉ ra, các cuộc tấn công của lực lượng lính đánh thuê Wagner đang giảm rõ rệt trong những ngày qua do tình trạng thiếu đạn dược. Diễn biến trên tăng cơ hội để Ukraine giành lại thế chủ động ở chiến trường ác liệt này. Lãnh đạo tập đoàn lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin gần đây cũng đã thừa nhận ông phải nới lỏng vòng vây ở phía đông Bakhmut do tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng, trong khi giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. ISVK cho rằng Wagner hiện có thể ra sức giành lấy các khu dân cư xa hơn về phía bắc Bakhmut, bắc do những nơi này có quy mô nhỏ và dễ kiểm soát. Tuy nhiên, bước chuyển này khó có thể tạo đà để Wagner giành lấy Bakhmut hoặc tạo ra lợi ích đáng kể về mặt chiến thuật. Do đó, có khả năng cuộc tấn công của Wagner vào Bakhmut có thể đang dần thoái trào. ISVK phân tích rằng Moscow sẽ có khả năng chuẩn bị nhiều lực lượng dự bị hơn để ngăn tình huống trên giữa lúc các trung đoàn đổ bộ đường không đang hiện diện ở trong và xung quanh Bakhmut không cam kết chiến đấu một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu lưu ý bản thân các cuộc tấn công của Wagner không đủ sức giúp Nga hoàn thành mục tiêu giành lấy Bakhmut. Mút. còn chỉ ra tốc độ tấn công của Nga trên phần lớn chiến tuyến đang chậm lại, trong khi đó Wagner lại đang suy giảm năng lực chiến đấu. Tất cả sẽ tạo ra nhiều cơ hội để Ukraine giành lại thế chủ động ở Bakhmut. TASS hôm 16 tháng 3 dẫn lời quan chức về hưu của Feli Khai thân Nga cho biết các lực lượng của Kiev đang dần rút lui khỏi tiền tuyến Kipaj, và đặt bẫy mìn của phương Tây. Ông Andre Marocco, quan chức về hưu của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng chia sẻ, khi tiến quân dọc tiền tuyến Kupyansk, lực lượng của chúng tôi đã phát hiện mìn chống tăng do phương Tây sản xuất ở các phòng tuyến mà Ukraine đã rời đi. Theo Marocco, hầu hết loại mìn được sản xuất ở Mỹ, Đức và Pháp. Ngoài ra còn có những quả mìn không được đánh dấu, giống như loại được Liên Xô chế tạo. Trước đó vào hôm 15 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo là có 6 nhóm tấn công của nước này đã giành quyền kiểm soát một phần khu công nghiệp ở tiền tuyến Kupyaz. Liên quan đến quan hệ chắc trở giữa phương Tây và Nga, thưa quý vị, phái đoàn từ Mỹ, Canada và EU chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi và theo đại sứ Nga Oleg Ozerov, các nước này đang yêu cầu những nhà lãnh đạo châu Phi chấm dứt hợp tác với Nga. Thông tin được đăng tải trên hãng tin Sputnik vào ngày 16 tháng 3 đại sứ nga oleg ojirov thông báo có rất nhiều ví dụ về kiểu bao vây này trước hết họ thực sự bao vây các nhà lãnh đạo các tổ chức chính quyền quốc hội châu phi thông qua những phái đoàn gần như hàng ngày đến châu lục đó họ gần như đòi hỏi châu phi chấm dứt hợp tác với nga sau khi nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine phương tây đã gia tăng áp lực trừng phạt nga khiến giá điện nhiên liệu và thực phẩm ở châu âu và mỹ gia tăng theo sputnik theo tờ Quartian, một đài truyền hình Ba Lan ngày 15 tháng 3 đưa tin rằng các cơ quan an ninh của nước này đã bắt giữ 6 người bị tình nghi làm gián điệp cho Nga. Theo đài truyền hình, nhóm này đã lên kế hoạch cho các hoạt động phá hoại. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết cơ quan an ninh nước này đã phá vỡ một mạng lưới gián điệp hoạt động ở quốc gia châu Âu. Nói với truyền hình nhà nước Polski Radio 1, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Marius Blastak cho biết rằng đây là bằng chứng cho thấy các cơ quan Ba Lan hoạt động hiệu quả vì an ninh của đất nước. Ngoài ra, vị quan chức không công bố thêm thông tin chi tiết. Hiện các báo cáo trên chưa được xác minh. Theo đài IMF-FM, 6 người bị tình nghi làm gián điệp cho Nga đã bị bắt giữ sau khi lên kế hoạch cho các hoạt động phá hoại. Những người này đến từ các nước nằm ở phía đông Ba Lan và đang làm việc cho tình báo Nga. Nói về quốc gia cũng có mối bất hòa với Nga, tờ An ngày 16 tháng 3 dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Moldova thông báo nước này không còn nhận khí đốt của Nga hoặc chịu đựng việc bị gã khổng lồ Gazprom tống tiền do khó khăn khi chi trả. Phát biểu trên kênh truyền hình TV8, Bộ trưởng Viktor Paklikov cho biết là tập đoàn năng lượng Gazprom chỉ cung cấp khí đốt cho khu vực ly khai Chanustria do Nga hậu thuẫn kể từ tháng 12 năm ngoái. Theo ông Monova, có thể đảm bảo nguồn cung từ châu Âu nhờ khoản tín dụng trị giá 300 triệu euro từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu. Tuy nhiên, Chanustria chưa bao giờ trả tiền để mua khí đốt từ Gazprom, ông nói thêm. Trước đây và bây giờ Transnistria đều không thanh toán cho Gradprom. Nhưng khi những vùng khác của Moldova sử dụng khí đốt, công ty Nga thống tiền đe dọa cắt giảm nguồn cung. Bộ trưởng Palikop nói: "Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Transnistria tuyên bố ly khai khỏi Moldova, châm ngòi cho cuộc xung đột quân sự vào năm 1992 và kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 7 cùng năm. Sau đó Nga đã triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Transnistria." Chuyển sang tình hình các khu vực khác, thưa quý vị, Triều Tiên trong tuần này đã tiến hành nhiều vụ thử tên lửa giữa lúc Mỹ và Hàn Quốc quyết liệt tổ chức các cuộc tập trận vốn bị bình nhưỡng lên án là hành động thù địch. Mới đây, Triều Tiên ngày 16 tháng 3 đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa ra vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc có chuyến công du tới Tokyo. Ông Yoon Suk Yeol dự kiến tham gia hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản thảo luận về cách đối phó với quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân theo Reuters. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo tên lửa được phóng vào lúc 7 giờ 10 phút sáng 16 tháng 3 từ Bình Nhưỡng đã bay khoảng 1.000 km theo quỹ đạo nghiêng. Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia đồng thời lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa, coi đây là hành động khiêu khích nghiêm trọng đe dọa hòa bình quốc tế. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ra lệnh cho quân đội nước này tiến hành các cuộc tập trận với Mỹ theo kế hoạch. Theo ông, Triều Tiên sẽ phải trả giá cho những hành động khiêu khích liều lĩnh. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM nhiều khả năng đã rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Thủ tướng Fumio Kishida còn thông báo Nhật Bản cũng sẽ tổ chức một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia về vụ thử tên lửa. Hòa bình và ổn định khu vực là vấn đề quan trọng nhất đối với các quốc gia có liên quan. Chúng ta cần xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn với tất cả các đồng minh và các quốc gia thân thiện. Thủ tướng Kishida nói với các phóng viên. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đến thăm Nhật Bản vào ngày 16 tháng 3, gặp gỡ với thủ tướng Kishida Fumio. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên trong khoảng 4 năm của một tổng thống Hàn Quốc. Theo đài NHK, chính phủ hai nước đang chuẩn bị cho việc nối lại đối thoại an ninh song phương nhằm tăng cường hợp tác song phương vào thời điểm Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo. Nếu thành công, đây sẽ là cuộc đối thoại đầu tiên sau khoảng 5 năm. Theo NHK, đối thoại an ninh Nhật-Hàn bị đình trệ do căng thẳng trong quan hệ song phương về nhiều vấn đề bao gồm lao động thời chiến và sự cố radar năm 2018. Hai bên cũng đang thảo luận về việc có nên nối lại hoạt động ngoại giao con thoi của các nhà lãnh đạo hai nước hay không. Các chuyến thăm như vậy đã không diễn ra trong hơn 10 năm. Cũng nói về Triều Tiên, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 16 tháng 3 đưa tin, nước này đã tổ chức một cuộc họp cấp nội các để thảo luận về các vấn đề ổn định nông nghiệp trong bối cảnh lo ngại về tình trạng thiếu lương thực. Cuộc họp do Thủ tướng Kim Jong-un dẫn đầu. Trong cuộc họp, các quan chức cấp cao đã đưa ra nhiều kế hoạch hành động chi tiết để đảm bảo sản xuất nông nghiệp ổn định, theo KCNA. Cuộc họp diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tháng trước kêu gọi các quan chức vạch ra kế hoạch cho sự chuyển đổi cơ bản trong sản xuất nông nghiệp. Hồi đầu tháng này, các nhà lập pháp Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, nguyên nhân là do chính sách nông nghiệp, các vấn đề về phân phối và tình hình dịch COVID-19. Một báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc ước tính rằng 60% dân số ở Triều Tiên phải chịu cảnh mất an ninh lương thực vào cuối năm 2021. Con số này trước khi xảy ra đại dịch là 40%. Báo cáo cho biết từ năm 2019 đến 2021, 41,6% người dân Triều Tiên bị suy dinh dưỡng. Theo Reuters, quốc gia Đông Bắc Á đang chịu các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm ngặt vì các chương trình vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo. Đồng thời, những năm qua, hoạt động thương mại quốc tế của nước này dường như bị bóp nghẹt do các biện pháp phong tỏa COVID-19. Reuters ngày 16 tháng 3 công bố hình ảnh của cuộc tập trận hàng hải đầu tiên do Mỹ tổ chức theo chương trình Freelock nhằm nâng cao kỹ năng các lực lượng quân đội Tây Phi. Khoảng 350 binh sĩ đã tham gia cuộc tập trận bao gồm các quân nhân đến từ bờ biển Nga, Ghana, Nigeria trên vịnh Guinea. Theo Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, khu vực này đã trở thành điểm nóng về cướp biển toàn cầu trong những năm gần đây. Đô đốc Mortensen, chỉ huy Bộ Tư lệnh Hoạt động Đặc biệt của Mỹ tại Châu Phi cho biết chương trình đã được mở rộng để giúp các quốc gia ven biển trong khu vực đối phó với các mối đe dọa hàng hải như cướp biển và đánh bắt trái phép. Ông nói với Reuters ngày 14 tháng 3 rằng đánh bắt trái phép là vấn đề quan trọng mà chúng tôi đang cố gắng hợp tác để ngăn chặn. Theo ông, các tàu đánh bắt cá bất hợp pháp không chỉ cướp đi nguồn thực phẩm quan trọng của khu vực mà còn thúc đẩy hoạt động tội phạm khác bao gồm buôn bán chất cấm và buôn người. Trong khi đó, hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp đã lan rộng ở Tây Phi, gây thiệt hại ước tính 9,4 tỷ đô la mỗi năm thông qua các dòng tài chính bất hợp pháp. Theo báo cáo năm 2022 của Liên minh Minh bạch tài chính của các tổ chức phi chính phủ, Financial Times đưa tin Liên minh châu Âu EU đang lên kế hoạch đưa ra các hạn chế đối với việc nhập khẩu công nghệ xanh từ Trung Quốc. Theo Reuters, động thái sẽ làm giảm cơ hội để các công ty Trung Quốc giành được hợp đồng công và tạo thêm rào cản với đơn vị mua muốn có trợ cấp. Báo cáo trích dẫn một dự thảo của đạo luật công nghiệp Net Zero cho biết, hồ sơ dự thầu mua sắm công sử dụng các sản phẩm từ quốc gia chiếm hơn 65% thị phần EU sẽ bị hạ cấp Tuy nhiên, Ban Giám đốc Thương mại của Ủy ban châu Âu EC lo ngại điều khoản này sẽ vi phạm luật pháp quốc tế. Trước đó, ngày 14 tháng 3, Financial Times đưa tin rằng EU đang tìm kiếm những cách mới để giám sát các doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào các cơ sở sản xuất ở nước ngoài nhằm hạn chế khả năng Trung Quốc tiếp thu các công nghệ mới từ phương Tây. Đạo luật công nghiệp Net Zero nằm trong nỗ lực biến châu Âu thành ngôi nhà của công nghệ sạch và đổi mới công nghiệp trên con đường giảm phát thải ròng tới năm 2050. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác ở New Zealand, gần 50.000 giáo viên đã đình công và biểu tình yêu cầu chính quyền tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc. Diễn biến trên xảy ra giữa lúc chính phủ của Thủ tướng Chris Hipkin đang cố gắng lấy lòng người dân trước thềm cuộc bầu cử quan trọng diễn ra vào tháng 10 tới. Theo Reuters, giáo viên là nhánh cử tri rất quan trọng đối với chính phủ lao động của Thủ tướng Hipkin trong các cuộc bầu cử. Thời gian qua, nhiều nhà giáo đã nghỉ việc để kêu gọi chính quyền chi trả lương cao hơn và tăng chi ngân sách cho các trường học giữa bối cảnh vật giá leo thang. Kể từ khi giữ chức Thủ tướng vào hồi tháng 1 năm nay, chính phủ lao động New Zealand cho biết họ sẽ tái tập trung vào các vấn đề nảy sinh do chi phí gia tăng để kịp thời giúp đỡ người dân. Các nhà phân tích chính trị xem động thái trên là nỗ lực của chính phủ nhằm lấy lòng cử tri trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10. Từng là giáo viên, Bộ trưởng Giáo dục Jan Tinetti bày tỏ cảm thông với các nhà giáo. Bà nói, chúng tôi biết trong vài năm qua, các giáo viên đã trải qua không ít khó khăn, nhiều người khác cũng vậy, trái tim tôi đang hướng về họ. Mark Potter, Chủ tịch một hiệp hội giáo viên cho biết, những khoản chi của chính phủ hiện không đủ để trường học và giáo viên trang trải. Ông nói thêm, đình công là điều sau cùng chúng tôi muốn làm để kêu gọi chính quyền lập tức cải thiện tình hình. Tại Bolivia, người dân sống ở vùng Potosi dầu lithium đã phong tỏa một nhà máy chế biến quan trọng yêu cầu chính quyền đảm bảo lợi ích cho cộng đồng địa phương, chi trả phí cao hơn cho việc khai thác lithium. Reuters tin hôm 16 tháng 3 đám đông biểu tình đã tập trung tại một nhà máy ở Liopi gần khu muối Uyuni thuộc vùng Potosi. Đây là một trong những nơi sở hữu lượng lithium lớn nhất thế giới. Kim loại này đang là tài nguyên đáng giá vì nó là nguyên liệu chính để sản xuất pin xe điện. giữa bối cảnh toàn cầu đang chuyển đổi sang loại phương tiện thân thiện với môi trường. Những người biểu tình đã đe dọa rằng họ sẽ đình công vô thời hạn nếu chính quyền Potosi không thúc đẩy các dự án xây dựng công trình công cộng và chi trả phí cao hơn cho quyền khai thác lithium. Từ nhiều thế kỷ trước, Potosi là nơi có mỏ kim loại khổng lồ. Người dân địa phương và chính quyền đã trải qua thời gian dài tranh giành bên nào hưởng lợi từ mỏ tài nguyên dồi dào đó. Đây cũng là một lý do khiến Bolivia gặp khó khăn trong việc phát triển trao đổi thương mại đối với lithium. Reuters bình luận, tình thế bế tắc trên có thể đe dọa nỗ lực thúc đẩy dự án lithium và sản xuất pin của chính phủ. Một trong số đó là việc thông qua thỏa thuận với một tập đoàn Trung Quốc do nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới, Kart, dẫn đầu. Chính quyền địa phương Potosi cam kết sẽ cố gắng xoa dịu căng thẳng. Các quan chức Bolivia nói rằng các cuộc biểu tình bùng nổ do các chiến dịch cung cấp thông tin sai lệch. Họ kêu gọi người dân cho phép triển khai các dự án, nếu không đất nước sẽ mất cơ hội khai thác lợi ích từ nguồn lithium đáng giá. Liên quan đến một vụ án từng gây chấn động ở Italia, tòa án tối cao của Italia cuối ngày 16 tháng 3 đã ra lệnh mở ra phiên tòa mới cho hai du khách người Mỹ về vụ giết một sĩ quan ở Rome năm 2019. Năm ngoái, một tòa phúc thẩm đã kết án Fenagandri lúc đó 19 tuổi, 24 năm tù, vì tội sát hại sĩ quan quân cảnh Mario Cecilio Ricca ở Rome và Gabriel Christian Natale Herjot, khi đó 18 tuổi, bị tuyên án 22 năm mới đây tòa án tối cao của italia ra lệnh mở một phiên tòa mới vì một số cáo buộc liên quan chưa được chứng thực đầy đủ cảnh sát cho biết natale hedro nên hầu tòa lần nữa vì không có bằng chứng về việc anh ta đồng lõa trong vụ việc theo tòa án không đủ bằng chứng cho thấy hai du khách biết về sự có mặt của cảnh sát hai thiếu niên mỹ cũng phủ nhận điều này sau khi xem xét các giấy tờ của tòa án chúng tôi nhận ra rằng ander không biết mình đang đối mặt với hai quan chức cảnh sát luật sư của ander cho hay theo luật sư của hai thanh niên mỹ ander và hedro đến Rome để du lịch. Trước khi vụ việc xảy ra, họ đã tìm mua chất cấm nhưng bị lừa. Hai thanh niên đã nhầm sĩ quan Mario khi đó mặc thường phục làm nhiệm vụ là kẻ lừa đảo nên đã ra tay. Dù các công ty nước ngoài đã củng cố mạng lưới an ninh nhưng nhiều vụ tấn công mạng vẫn diễn ra. Công ty cho vay và thanh toán kỹ thuật số Úc Latitude Group Holding ngày 16 tháng 3 cho biết một tin tặc đã đánh cắp thông tin cá nhân của khoảng 328.000 khách hàng do hai nhà cung cấp dịch vụ nắm giữ, theo hãng tin Reuters. Cụ thể, tin tặc đã đánh cắp khoảng 103.000 tài liệu, trong đó 97% là bản sao bằng lái xe từ nhà cung cấp dịch vụ đầu tiên và khoảng 225.000 hồ sơ khách hàng từ nhà cung cấp thứ hai. Latitude cho biết họ đã phát hiện hoạt động bất thường trên hệ thống trong vài ngày qua, bắt nguồn từ một trong những nhà cung cấp chính. Theo đó, kẻ tấn công đã lấy được thông tin đăng nhập của nhân viên Latitude. Reuters dẫn lời Latitude cho biết họ đang cố kiểm soát tình hình và ngăn chặn hành vi trộm cắp dữ liệu. Các nhà cung cấp dịch vụ cho vay, thẻ tín dụng và bảo hiểm cũng cho biết họ đang làm việc với Trung tâm An ninh mạng Úc và các cơ quan hữu quan để điều tra vụ tấn công. Cũng liên quan đến Úc, Reuters đưa tin hôm 16 tháng 3, số lượng việc làm của camera đã phục hồi mạnh mẽ trong tháng 2 vừa qua, sau 2 tháng sụt giảm. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp trong gần 50 năm. Diễn biến trên cho thấy thị trường lao động của camera vẫn đang được thắt chặt trong bối cảnh ngân hàng trung ương tăng lãi suất hàng loạt. Hôm 16 tháng 3, số liệu từ Cục Thống kê Úc cho thấy số việc làm dòng của nước này đã tăng hơn 64.000 trong tháng 2 so với một tháng trước đó. Dự báo thị trường việc làm sẽ phục hồi lên mức gần 49.000. Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống còn 3,5%, tốt hơn so với dự đoán của các nhà phân tích. Trong khi đó, số giờ làm việc tăng 3,9%, đây cũng là tín hiệu phục hồi đáng ghi nhận. Số việc làm toàn thời gian tăng gần 75.000 trong tháng 2 so với mức giảm hơn 43.000 của tháng trước. Tuy nhiên, Reuters lưu ý những dữ liệu tích cực nói trên đã bị lu mờ do các sự kiện toàn cầu. Tình trạng hỗn loạn tại tập đoàn tài chính Credit Suisse làm dấy lên lo ngại bất kỳ quyết định thắt chặt điều kiện cho vay nào cũng sẽ đẩy nhanh tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu. Do đó các nhà đầu tư đang tập trung đánh giá mọi cơ hội tăng lãi suất từ ngân hàng dự trữ Úc. Sau dữ liệu tăng trưởng việc làm, đồng đô la của Úc vẫn giữ mức 0,66 đô la, trái phiếu kỳ hạn 3 năm giữ ở mức 97,19, cao nhất kể từ đầu tháng 8 năm ngoái. Ông Bertrand Chavis, lãnh đạo bộ phận thống kê lao động của ABS cho biết sự gia tăng mạnh mẽ tỷ lệ việc làm hồi tháng 2 vừa qua xuất phát từ thực tế số người lao động trở lại làm việc bình thường tăng cao sau khi nghỉ việc vào tháng riêng. Đài truyền hình TVB đưa tin hàng trăm du khách tại sân bay quốc tế của Hồng Kông đã rơi vào cảnh trễ chuyến bay do dịch vụ máy tính bị hỏng. Ở việc đăng ký thủ tục tại một số hãng trong sân bay đã phải đóng cửa do bất điện. Cathay Pacific Airways, hãng hàng không hàng đầu của thành phố, là một trong những hãng bị ảnh hưởng nặng nề nhất Shachina Morning Post đưa tin hiện Cathay Pacific Airways chưa bình luận về vụ việc. Sân bay của Hồng Kông là một trong những trung tâm quốc tế bận rộn nhất trước đại dịch COVID-19 với hơn 71 triệu hành khách vào năm 2019. Theo Reuters, chính quyền đặc khu đã công bố chiến dịch quảng cáo có tên là Xin chào Hồng Kông để thu hút du khách và doanh nhân quay trở lại thành phố sau 3 năm khan hiếm khách du lịch vì các hạn chế COVID-19. Hôm 15 tháng 3, Reuters cho biết là lực lượng lính cứu hỏa đã đến thành phố San Clemente, thuộc bang California, Mỹ để sơ tán người dân khỏi trận lở đất có nguy cơ khiến cho ba tòa nhà chung cư sụp đổ. Sau khi nhận được cuộc gọi yêu cầu cứu hộ vào 8 giờ sáng 15 tháng 3 theo giờ địa phương, lính cứu hỏa đã đến hiện trường và khám xét các ngôi nhà, đảm bảo toàn bộ cư dân đã được sơ tán an toàn. Cơ quan cứu hỏa bang California cho biết chưa ghi nhận trường hợp thương tích. Trước đó vào ngày 14 tháng 3, cơn bão sông khí quyển đã nhấn chìm bang California. Với đợt mưa lớn dữ dội, các đội ứng phó khẩn cấp đã gấp rút vá đê trên sông Parazo. Giới chức cho biết khoảng 21.000 người dân trong vùng lũ đang được sơ tán hoặc nhận được cảnh báo đề phòng thiên tai. Dịch vụ thời tiết quốc gia NDS dự báo lượng mưa ở một số khu vực của bang California có thể lên tới 25cm, trong khi đó tuyết rơi dày 0,9m dự kiến sẽ đổ xuống các vùng núi cao. Dọc theo bờ biển của California và các khu vực thấp hơn, mưa lớn và tuyết trên núi tan chảy có thể khiến mực nước sông và suối dâng cao, đe dọa phá vỡ các con đê. Giới chức cũng cảnh báo về khả năng cây cối bật gốc, đường dây điện ngã đổ trên diện rộng do sức gió lên tới 113 km h Từ cuối tháng 12 năm ngoái đến giữa tháng 1 năm nay, 9 cơn bão sông khí quyển liên tiếp đổ bộ vào California gây ra lũ lụt trên diện rộng, đánh vỡ đê và lở đất, sóng dữ dội, ít nhất 20 người thiệt mạng. Ở diễn biến khác, công ty điều hành mạng xã hội TikTok, ByteDance tiết lộ với Reuters rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đã dọa cấm TikTok nếu công ty không thoái vốn. Trước đó, tạp chí Wall Street Journal cũng đưa tin về động thái này của Washington trong bối cảnh Mỹ lo ngại ứng dụng TikTok của Trung Quốc thu thập dữ liệu của người dùng. Hiện khoảng 100 triệu người Mỹ đang sử dụng TikTok. Năm 2020, cựu Tổng thống Donald Trump đã từng ra lệnh cấm TikTok trên toàn Mỹ, nhưng kế hoạch đã bị hoãn lại. Người phát ngôn của TikTok, Brookie Oberwetter, nói với Reuters rằng chúng tôi đã nghe tin về việc bộ ngân khố Mỹ muốn yêu cầu ByteDance bán đi cổ phần hiện có nếu không TikTok sẽ đối mặt với lệnh cấm ở Mỹ theo Wall Street Journal tỷ lệ sở hữu cổ phần TikTok hiện nay như sau các nhà đầu tư nước ngoài chiếm 60% các nhân viên là 20% 20% còn lại là của các nhà sáng lập ông Oberwetter tuyên bố nếu mục tiêu của Mỹ khi cấm TikTok là đảm bảo an ninh quốc gia thì việc chia sẻ cổ phần không giải quyết được vấn đề này chuyển đổi chủ sở hữu cũng không hạn chế được việc thu thập dữ liệu người dùng Hiện Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin trên. Chương trình tiếp tục với các tin tức văn hóa, xã hội, thể thao nổi bật trên thế giới. Hôm 15 tháng 3, tại trung tâm vũ trụ Houston ở Texas, NASA đã trình làng mẫu trang phục cho các phi hành gia tham gia sứ mệnh trở lại mặt trăng vào năm 2025. Bộ đồ do công ty Archeon Space phát triển có các tính năng vượt trội so với những thiết kế cũ, cho phép con người khám phá không gian lẫn bề mặt trên mặt trăng tốt hơn, trang phục vừa được công bố chỉ là mẫu thử nghiệm. Dự kiến một bộ đồ hoàn chỉnh dùng để phục vụ cho công tác huấn luyện sẽ được bàn giao cho NASA vào cuối mùa hè này. Nó cũng sẽ được thử nghiệm trong trạm vũ trụ quốc tế ISS và môi trường mô phỏng. Hiện NASA đang chuẩn bị các thiết bị mới khác cho sứ mệnh Artemis 3 như tàu đổ bộ mặt trăng Khoảng 20 đầu bếp từ khắp Libya vừa qua đã tập trung về thành phố Shabrata, cách thủ đô Tripoli, 70 km về phía Tây, để cùng nhau chế biến đĩa thức ăn khổng lồ, một hoạt động thuộc khuôn khổ ngày hội tôn vinh Koshkos, món ăn truyền thống của quốc gia này. Đĩa Koshkos có đường kính 4m gồm 2.500 kg hạt cao được hấp chín với thịt của 5 con lạc đà và rau. Người dân Libya thường ăn món này bằng muỗng hoặc tay trong các sự kiện đặc biệt và vào ngày đầu năm mới theo lịch Hijri của người Hồi giáo. Một người tham gia lễ hội tên Khaled Jati chia sẻ: "Tôi đến từ Tripoli, Karkus là một món ăn rất ngon. Tôi nghĩ những người khác cũng đã có một ngày trải nghiệm tuyệt vời giống như tôi. Karkus không chỉ là món ăn phổ biến ở Libya mà còn tại các quốc gia khác ở Bắc Phi. Ông Ali Anfutimi Al đại diện ban tổ chức cho biết, gần đây những nước thuộc vùng Maghreb là Tunisia, Algeria, Maroc và Mauritania đã đệ đơn lên tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên quốc UNESCO để đăng ký món Karkus là di sản phi vật thể của nhân loại." Nỗ lực này đã thành công vào năm 2020, nhưng rất tiếc là Libya lại không tham gia. Do đó, chúng tôi tích cực tổ chức các hoạt động để làm sống lại ngày hội Caucus của Libya. Chúng tôi muốn gửi một thông điệp đến các quan chức chính phủ Libya cũng như UNESCO rằng món Caucus cũng mang bản sắc của Libya, tương tự các quốc gia khác ở vùng Maghreb. Đây là năm thứ ba ngày hội Caucus được tổ chức ở Libya. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.